Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng nay 29 tháng 10, kỳ thi Olympic sinh viên tin học Việt Nam lần thứ 23 và lập trình sinh viên quốc tế đã chính thức khai mạc tại trường Đại học Công nghiệp. Kỳ thi sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài cho đến ngày 31 tháng 10 với sự tham gia của 107 đội. 10 đội tuyển có thành tích cao nhất sẽ sang Thái Lan để tham dự vòng loại lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICPC Asia Bangkok từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 11. Cuộc thi một lần nữa nhằm kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế về công nghệ thông tin trong khu vực châu Á. Qua đó, giành vị trí tham dự kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế toàn cầu sẽ được tổ chức tại Maroc vào tháng 5 năm 2015.